Xin chào các bạn và chào mừng đến với kênh Holic Audio Holic Sách Nói. Trong video này, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện phu quân ngây thơ đệ nhất thiên hạ của tác giả Duyệt Vi. Chuyện thuộc thể loại trọng sinh, gia đấu, nam chính ngốc nghếch ngây thơ. Kênh chúng mình vẫn còn nhiều thiếu sót, rất mong các bạn hoan hỉ bỏ qua và chúng mình trân trọng cảm ơn nếu nhận được bình luận góp ý của các bạn để phát triển kênh. Không làm mất thời gian mọi người nữa, hãy cùng nhau khám phá câu chuyện thú vị này nhé. Chương 56: Hạ giá. Hoàng thất quý nữ xuất giá, lễ nghi long trọng hơn hẳn bình thường. Sau khi chỉ hôn là sơ định, sau đó là đại định, tiếp đó là tống trang, cuối cùng mới cử hành hôn lễ. Công chúa đương triều xuất giá xưa nay không cần ở cùng với cha mẹ chồng mà tự có phủ đệ riêng. Nhưng thập lục công chúa lại cự tuyệt ý định xây phủ công chúa tại kinh thành của hoàng đế ngược lại kiên trì xuất giá đến phủ trấn quốc công ở Di Lăng cách Kinh Thành tới hai ngày đường. Hành vi này tuy không phù hợp với lễ chế nhưng cũng không phải chưa có tiền lệ. Trung quy hoàng đế chịu không nổi ái nữ làm nũng, gật đầu đồng ý. Tin tức vừa lan ra, khoan nói sau đó hoàng đế an bài thế nào, chỉ ít ấn tượng của toàn bộ công phủ từ trên xuống dưới với công chúa lại thêm một tầng, đua nhau tán thưởng công chúa hiền huệ hiếu thuận kỳ thật chân tướng là thế này. Vì sao công chúa lại muốn gả đến Di Lăng chứ? Ở Kinh Thành không phải càng gần Hoàng thượng hơn sao? Sau này có chuyện gì Hoàng thượng càng dễ trông nom? Thị nữ thân cận giáp hỏi. Mệt người hầu hạ công chúa bao lâu, đạo lý đơn giản thế mà cũng không nghĩ ra. Nơi này dưới mắt Hoàng thượng, câu thúc quá trời. Công chúa ham chơi, quy củ Kinh Thành lại nhiều, công chúa đã chán ngấy rồi ngươi không thấy lúc trước công chúa luôn chạy theo phò mã tương lai đi di lăng à ngươi nghĩ xem gả vào công phủ ai lớn nhất hà còn không phải công chúa chúng ta nghe nói vợ chồng trấn quốc công nổi tiếng dễ tính sau này nàng muốn chơi gì cũng không ai quản thị nữ thân cận ất trả lời khụ tóm lại mấy ngày nữa công chúa sẽ hạ giá tới di lăng công phủ rồi trong thành di lăng dư luận dậy sóng không nhỏ bá tánh di lăng ngoài tán tụng hành vi của công chúa ra còn đua nhau trông ngóng, hy vọng đến chừng đó có thể ngắm được dung nhan công chúa. Thanh danh quốc công phủ nhất thời lên tận trời, mỗi ngày người tới chúc mừng nườm nượp không dứt. Mắt thấy, hôn lễ của Đông Phương tề càng tới gần, nhìn cả phủ trên dưới bận túi bụi vì hôn sự của mình, người sắp làm tân lang như hắn vẫn còn đang lơ lửng trong mộng, không có cảm giác chân thật tí nào nghe nói hoàng thượng muốn chỉ hôn cho đại ca, hắn sốt ruột bất an. Thái tử gặng hỏi quan hệ giữa hắn và thập lục công chúa, hắn nghĩ một đằng nói một nẻo. Thập ngũ công chúa gặp mặt tỏ tình, hắn không đếm xỉa đến. Đại ca diện thánh về mặt mày tươi giói, hắn như rớt xuống hầm băng. Chỉ đến khi thấy thập lục công chúa nói khẽ cười duyên với đại ca, thấy mặt mình thì lạnh tanh hắn mới biết, thì ra mình không muốn nàng gả cho người khác sau đó đần độn ngu ngốc chán nản qua ngày bị đại ca một lời đánh thức xông vào điện kim loan cầu hoàng thượng thay đổi thánh ý đối mặt người trong lòng bày tỏ gan ruột sau đó ù ù cạc cạc ôm mỹ nhân về tất tần tật dường như mới xảy ra ngày hôm qua lại cứ như chỉ có trong mơ là thích hay cảm thán bản thân hắn cũng không nói rõ được chỉ nhìn cảnh tượng bận rộn trước viện mà há hốc mồm nhớ hồi trước tiểu đệ thành thân hắn còn bái đường thay, bây giờ chính mình cũng sắp cưới vợ rồi. Cha mẹ chờ ngày này lâu lắm rồi, tư tề viện của hắn cũng tu sửa vô số lần, chỉ chờ tân nương vào cửa. Ngay cả tiểu đệ xưa nay không thích để ý đến hắn, sau khi nghe cha mẹ nói xong cũng phá lệ tặng cho hắn một cái kết như ý cát tường đỏ rực, nghe nói là đệ muội tự tay làm tặng tiểu đệ, coi như là vật yêu của tiểu đệ. Thì ra mọi người đều tán đồng hôn sự này. Vậy trước đó hắn dối rắm cái gì nhỉ? Nghĩ không ra. Giữa hè tháng 7, lúc cây đuốc nhỏ biết nói, rán rán, dê dê, cũng cũng, nào nào, 36. Không hiểu ý nghĩa xin mời lật từ điển tiếng Anh, cha xem, khụ, ngày đón dâu cũng tới. Mùng 3 tháng 7, uy viễn hầu Đông Phương Ngọc từ Kinh Thành trở về, giúp đỡ trong phủ chuẩn bị lễ nghi đón dâu của nhị đệ. Giạp cưới đã dựng xong, các món đãi tiệc đã chuẩn bị tốt, mọi sự xong xuôi, chỉ thiếu mỗi kiệu hoa công chúa tới cửa. Mùng 5 tháng 7, kiệu hoa mới tinh đặt trước dạp cưới, chiếu theo quy củ cưới hỏi bấy giờ, hôm nay cũng là yến tiệc của thân tộc đồng đường, sau đó là trả lễ, nhận lễ. Do kinh thành cách di lăng hai ngày đường, trước ngày lành mồng 7 tháng 7, kiệu hoa công chúa phải đến công phủ, thành ra sáng sớm hôm nay, Đông Phương Ngọc liền cùng Đông Phương Tề dẫn tộc nhân lên kinh đón dâu, tuấn mã cao to, kèn sáo náo nhiệt, bá tánh di lăng ven đường đồng loạt vỗ tay khen hay, công chúa hạ giá di lăng, thật hiếm có, là vinh quang của cả thành. Đông Phương manh liếu lưỡi nhìn chữ hỉ đỏ thẫm, đèn lồng đỏ, lụa đỏ lọt vào mắt, hai con mắt không đủ xài. Manh manh, có phải nhớ tới ngày chúng ta thành thân không? Yến Hồng gác đầu lên vai hắn, mấy ngày nay nàng thấy mọi người đều bận thấy ngượng vì có mỗi mình nhàn rỗi cũng giúp chỉ huy mọi người dọn dẹp sân viện bố trí hỉ đường này nọ kỳ thật hoa chân múa tay chỉ trỏ sai phái người khác cũng chẳng mệt gì nhưng đông phương manh cứ làm quá lên bắt nàng nghỉ ngơi lão phu nhân bắt hai người ngồi chơi một bên thành thân rất xinh đẹp đông phương manh ngửa đầu nhìn đèn lồng đỏ dán chữ hỉ vàng treo trên hành lang cao cao ánh mắt xinh đẹp phản chiếu toàn màu đỏ manh manh nói là hồng hồng đẹp hay đèn lồng đẹp. Yến hồng nhe răng cười hỏi. Hắn nhíu mày hồi lâu mới nói một câu làm nàng suýt nghẹn chết, không nhớ rõ, bộ dạng Mặt mày sâu não. Tên này thật thà quá, thật tới mức nói xạo dỗ nàng một chút cũng không biết. Hừ hừ hừ, không nhớ dáng vẻ nàng lúc đó phải phạt, nàng nhớ lúc đó hắn ác liệt xem nàng là không khí kia. Oa. Wow ai đền đêm động phòng hoa chúc cho nàng đi dáng vẻ đẹp nhất của nàng đời này đương sự lại không nhớ hích hích có lẽ nàng uể oải thấy rõ hắn cúi đầu suy nghĩ một chút đột nhiên kéo nàng đi về phía tân phòng manh manh sao vậy nàng còn chưa kịp ai điếu đêm tân hôn đã xa của mình bị cử chỉ của hắn làm cho kinh ngạc khó hiểu hắn mím môi không nói chỉ vội vàng kéo nàng đi hấp tấp đi đến ngoài hỉ phòng lão phu nhân đang tự thân đốc thúc mặt đầy vui mừng ngoảnh đầu lại thấy hai người lật đật xua tay hầy hai đứa đừng tới trộn rộn nữa làm gần xong rồi xuống bếp kiếm đồ ăn đi nghĩ hai người họ tới kiếm chuyện bận thêm đây cái đó mẹ à yến hồng còn chưa nói xong đã bị đông phương manh nói một câu làm cho giật nảy mình mẹ manh manh cũng muốn thành thân nói năng hùng hồn ánh mắt kiên định không rời oái tên này có biết mình đang nói gì không muốn tái giá hà lão phu nhân lập tức liếc yến hồng yến hồng vội vàng lắc đầu không phải nàng lão phu nhân kinh ngạc không thôi không phải manh manh đã thành hôn rồi sao lại làm lần nữa xem đi nói dễ ăn ghê chưa bình tĩnh ghê chưa nếu không phải mọi người quá rảnh tính hắn nhất định sẽ cho rằng hắn tâm địa gian xảo có chuyện không thể tiết lộ yến hồng cảm thấy nàng không thể im lặng được nữa tiếp tục im lặng nữa nàng rơi đài mắt tam thiếu gia muốn thành thân lần nữa tam thiếu phu nhân nàng còn mặt mũi ở lại phủ không vì sao manh manh muốn thành thân lần nữa vậy hỏi rõ nguyên nhân trước manh manh muốn nhớ lại hồng hồng dáng vẻ xinh đẹp hắn ngoảnh đầu nhìn nàng chậm rãi mà nghiêm túc nói, ánh mắt vẫn kiên định, vẫn trong suốt. đột nhiên yến hồng không sao lên tiếng, cảm giác chua xót quen thuộc lại ập đến, tiếng ca hạnh phúc không ngừng lượn lờ trong đầu nàng, khiến nàng quên luôn cả việc cười như thế nào. có được không? hắn nghiêng đầu ngẫm nghĩ, lại quay sang hỏi mẫu thân mình. lão phu nhân đột nhiên bật cười, đi tới ôm thân hình thon gầy của con trai, nháy mắt bỡn cợt yến hồng. chuyện này á? À? phải hỏi xem nương tử của manh manh có muốn hay không. Tuổi trẻ thật là tốt. Vẻ mặt hắn có phần mơ hồ, nhìn Yến Hồng còn đang ngây ngốc. Chờ hồi lâu không thấy nàng hoàn hồn, thò ngón trỏ ra lướt trên mặt nàng, vẻ mặt bắt đầu âu lo. Khụ, manh manh muốn nhìn. Yến Hồng nhìn quanh quất, vẫn ngại nói trước mặt mọi người, kéo Đông Phương Manh, nhón chân kề tay hắn thì thầm, "Buổi tối Hồng Hồng mặc cho manh manh xem." không cần thành thân lại. Nói xong vội vàng nếu tiểu ngốc còn đang ngỡ ngàng về, nàng muốn về lục dương, lấy áo cưới, năm đó mặc ra trước. Lão phu nhân nhìn con trai con dâu đi xa, quyết định buổi tối về hỏi lão công gia có còn nhớ dáng vẻ bà năm đó thành thân không. Sáng sớm mồng 7 tháng 7, cổng lớn quốc công phủ không ngừng có hạ nhân công phủ mặc đồ mới mũ mới ra ra vào vào báo tin. Đội ngũ đón dâu còn cách nhà xa, đại khái còn lâu mới tới, thỉnh thoảng lại có người hồi báo. Đông phương manh thân là công phủ tam thiếu, cũng mặc áo gấm đỏ thẫm vui mừng, có điều hắn không thích nhiều người, nên nằm dạp trên lan can lầu hai thò cổ ra nhìn, cũng không biết là hắn nhìn cái gì nữa. Cây đúc nhỏ mặc đồ y chang bao lì xì di động, mũ đỏ áo đỏ dài đỏ, còn đeo dây đeo tay và chân màu đỏ do mẹ nó tết cho, trên đó đính hai cái lục lạc vàng nhỏ, nó vung tay dẫm chân liền vang lên tiếng tinh tang vì thế nó không ngừng rung tay rung chân vui vẻ cười khanh khách không chịu yên phận ngồi trong lòng đông phương manh té đông phương manh hoàn hồn tưởng nhóc con muốn tẻ mới không chịu ngồi yên cúi đầu hỏi cây đuốc nhỏ đáp lại bằng gương mặt cười ngây thơ lắc tay quẫy chân càng thêm hưng phấn đông phương manh móc món trỏ vào lục lạc cũng mỉm cười vui vẻ lây Yến Hồng bận rộn một lát đã không thấy tướng công và đứa nhỏ đâu, tìm khắp nơi cũng không thấy. Hiện tại người trong phủ đều bận đón dâu, cầu trời đừng để hai nhóc con một lớn một nhỏ này ra phủ. Cây đúp nhỏ tinh mắt thấy mẫu thân dưới lầu, giật loạn tóc đông phương manh bị gió thổi ra trước ngực, tay chỉ loạn lên, dê dê. Đông phương manh nhìn theo cái tay mũm mĩm, nở nụ cười càng tươi giói, hồng hồng giọng hắn không lớn nhưng yến hồng đột nhiên như có ai mách bảo ngẩng đầu nhìn suýt nữa thì tim ngừng đập chỉ thấy hai tay cây đúc nhỏ đặt lên lan can nửa người thò ra ngoài đông phương manh chỉ vòng một tay qua eo nó mắt thấy nhãi con dễ dụa không yên muốn nhào đầu xuống lòng mẫu thân bên dưới mà đông phương manh lo nhìn nàng không có chú ý manh manh coi chừng cây đúc nhỏ yến hồng không kịp chạy lên lầu đành thét lên nhắc nhở ngay lúc đó, rốt cuộc cây đúp nhỏ thoát khỏi kiềm chế của cha nó, đầu nhỏ nhào tới trước, móng vuốt vịn lan can nhưng không bám được, người trượt một cái, cứ như trái tú cầu đỏ rớt xuống. Cây đúp nhỏ. Chương 57, thiếu nữ. Một bóng xanh xẹt qua, mùi táo nhàn nhạt thoảng qua mũi, Yến Hồng hoàn hồn lại lần nữa thì nhóc con đã ở trong lòng nàng cười khanh khách, lúng đồng điếu ngây thơ, có sợ sệt chỗ nào đâu. Lúc này chỉ e là cảm thấy chơi rất vui, quỷ con sống sót sau tai nạn đang vỗ tay học nói, "Chá chá, chá chá." Vẻ mặt rõ ràng có ý, "Chơi một lần nữa được không?" Yến Hồng chỉ cảm thấy tim ngừng đập một hồi, thở cũng không nổi, ngực nặng trĩu. Đờ ra nhìn nhãi con hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, còn vui vẻ không thôi, chỉ cảm thấy lửa giận bùng lên hừng hực. Ngậm miệng, không nhịn được quát lên, che giấu nỗi sợ trong lòng, hai tay hãy còn phát run, giọng cũng run rẩy. Cây đúc nhỏ, chá, được một nửa, thấy sắc mặt mẹ nó cứ như muốn ăn thịt người, rất thông minh ngậm miệng giả bộ ngoan ngoãn, chỉ có đôi mắt vẫn không ngừng đào lịa là tiết lộ bản chất không thành thật của tên này. Đợi lát nữa tính sổ với con sau. Yến Hồng hung hăng chừng nhãi con một cái, quay đầu tìm ân nhân cứu mạng con. Người chung quanh chỉ có mấy người, nhưng đều là nha đầu và sai vặt trong phủ nhìn đâu có giống người có bản lĩnh giỏi như vậy tầm mắt lại đào một vòng vẫn không có kết quả các ngươi có nhìn thấy người cứu thiếu gia nhỏ không đành cầu cứu nhân chứng hiện trường không dè mọi người đua nhau lắc đầu bọn họ lo cho thiếu gia nhỏ còn không kịp cái bóng kia nhanh như ma quỷ đâu ai nhìn rõ đâu tam thiếu phu nhân có khi nào là thần tiên không một tiểu nha đầu mắt sáng như sao ao ước. Hích, chỉ sợ giờ này thần tiên đang ngủ. Khoan khoan, sao sau gốc cây lại có thỏ? Còn động đậy. Trong phủ nuôi thỏ à? Yến Hồng hỏi nha đầu bên cạnh. Nha đầu lắc đầu nhưng không dám khẳng định, chắc không có. Cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, Yến Hồng đang định đi lại xem thì thấy con thỏ trắng kia nhảy lên, từ sau gốc cây hiện ra, đứng, trước mặt mọi người quát lớn, đông phương ngọc ở đâu. Thỏ đương nhiên không biết nói, nhưng con thỏ này thì khác bởi vì nó là người cải trang. Chỉ thấy một thiếu nữ thanh xuân mặc quần lụa xanh, dáng người nhỏ nhắn nhanh nhẹn, dáng vẻ cực kỳ xinh xắn đáng yêu, trên gương mặt quả táo hơi mũm mĩm khảm đôi mắt vừa đen vừa to như hai trái nho đen, lúc này vẻ mặt hung dữ không hợp với khí chất toàn thân chút nào, phối hợp với tư thế bình trả tiêu chuẩn một tay chống eo một tay chỉ chỉ, phải nói là tức giận bừng bừng. Mà khiến người ta phải ghé mắt nhìn là trên đầu nàng đội một cái mặt nạ. Da thỏ rất sống động, mới mẻ. Ngài là Thỏ Đại Tiên hay là người thế? Không chờ Yến Hồng mở miệng, tiểu nha đầu nãy giờ vẫn một mực cho là thần tiên, tiên tử, sợ sệt nhưng không giấu nổi chờ mong buột miệng hỏi trước. Nếu không phải tình huống hiện tại quá kỳ cục, Yến Hồng thiếu điều bật cười. Ngày vui, quả nhiên xảy ra rất nhiều chuyện bất ngờ, nàng nên nghĩ đến từ đầu. Gì kia? Hóa ra ở Trung Nguyên ta cũng nổi tiếng à? Không sai không sai, bổn cô nương là, rào thỏ tiên tử, tiếng tăm lừng lẫy, cũng là Việt dã thỏ. Thiếu nữ này không hề khiêm tốn, cầm hét lên tới trời, xem ra rất tự hào về danh hiệu của mình. Đắc ý một chút, nàng mới sực nhớ tới chính sự. Đôi mắt to linh hoạt liếc xung quanh. Đây là nhà Đông Phương Ngọc sao? Các ngươi còn chưa trả lời vấn đề của ta. À đúng rồi, các ngươi làm sao thế? Đứa bé nhỏ như vậy mà không chăm sóc đàng hoàng, thiếu chút ta không đỡ kịp nó rồi. Tuy rằng không rõ lắm trọng điểm của cô nương này nhưng cuối cùng Yến Hồng cũng tìm được ân nhân cứu con, vội vàng bước lên khom người, "Cảm ơn cô nương, cảm ơn cô cứu con ta, cảm ơn." Giờ nàng mới phát hiện, một khi chân chính gặp người có ơn lớn, lời lẽ có thể bày tỏ lòng biết ơn thật hạn chế. Nhất là đối diện với người nói chuyện không theo lẽ thường. Không cần cảm ơn, bảo bảo đáng yêu như thế, phải coi chừng nha. Bằng không lần sau chưa chắc ta đúng lúc cứu được thế này đâu. Thiếu nữ nghiêm mặt xua tay, không tới một giây đã cười hi hi nói với cây đúc nhỏ trong lòng yến hồng. Đừng sợ nha, tỷ tỷ đỡ được đệ rồi không sao rồi. Đôi mắt tròn xoe của cây đúc nhỏ đảo lịa, nhìn chăm chăm vào thiếu nữ trước mặt, môi mím chặt, móng vuốt rụt lại chờ hành động. Nàng nhìn cây đúc nhỏ, cây đúc nhỏ cũng nhìn nàng, không khí lặng im giữa hai người cực kỳ bền bỉ, không có cảm kích ấm áp vì được cứu, chỉ có không khí lặng thinh như thấy quỷ. Đương nhiên, mong chờ một nhóc con chưa tròn năm hiểu cái gì lạ, ân nhân cứu mạng, còn không bằng đi chờ đợi thỏ thành tiên yến hồng cảm thấy nàng nên làm gì đó phá vỡ không khí quỷ dị này kết quả nàng còn chưa kịp mở miệng tiểu tổ tông trong lòng đã ra tay thật sự là ra tay tốc độ phải nói là xét đánh không kịp bưng tay trực tiếp chụp lấy con thỏ trên đầu người ta đương nhiên với tình trạng tay chân ngắn ngủn của nó như hiện giờ bắt được mới tài đệ muốn thỏ nhị à nhưng hiện giờ tỷ chỉ có thỏ nhị trên người thôi, thỏ đại bị Đông Phương Ngọc lấy đi không chịu trả cho tỷ. Nhưng mà nhìn đệ hình như rất thích, và lại đệ đáng yêu thế này. Được rồi, tặng thỏ nhị cho đệ, đệ phải giữ thật kỹ nha. Thiếu nữ một mình tự biên tự diễn tự nói tự trả lời nửa ngày, cuối cùng y như cắt thịt bịn dịn tháo mặt nạ thỏ trên đầu xuống nhét vào tay cây đúc nhỏ. Thật tình Yến Hồng rất muốn nói không cần. Thứ gì vào tay con trai nàng cũng không tồn tại lâu dài được, còn muốn hỏi Đông Phương Ngọc mà thiếu nữ này tìm có phải đại bá nhà mình không? Muốn hỏi nhất là thiếu nữ này có cần mình làm gì đó cảm tạ ơn cứu mạng con mình không? Thật nhiều thật nhiều chuyện cần làm. Khổ nỗi thiếu nữ vẫn không cho nàng cơ hội biểu hiện, mải lo làm mặt quỷ với cây đúc nhỏ, quẳng lại một câu, lần sau đừng bò nguy hiểm như vậy nha. Sau đó bóng xanh lóe lên một cái, chớp mắt đã không thấy người đâu. Nhân vật giang hồ trong truyền thuyết, quả nhiên vĩnh viễn chỉ là truyền thuyết, nữ tử bình dân như nàng khó mà đuổi kịp. Chỉ là tên thiếu nữ này nghe quen tai. Việt dã thỏ, nàng nghe ở đâu rồi nhỉ? Tha thứ cho ta đùa dai nhé, chiến binh xinh đẹp vạn tuế. Chờ Yến Hồng sực nhớ tới Đông Phương Manh, hắn đã không còn ở trên lầu nữa. Đầu óc nổ tung. Không kịp nhiều lời, nàng lập tức giao cây đuốc nhỏ đang chăm chú nghiên cứu xem thỏ trong tay có ăn được hay không cho nha đầu đứng đờ ra bên cạnh, đưa thiếu gia nhỏ đến chỗ gia nhân. Không kịp nghĩ rõ ràng liền sải chân chạy lên lầu, chỉ muốn mau mau tìm thấy hắn, cần phải tìm thấy hắn thật nhanh. Cây đuốc nhỏ bất ngờ ngã xuống, tất nhiên hắn sợ hãi hơn bất cứ ai. Nàng gần như có thể tưởng tượng được hiện giờ tâm tình hắn tệ tới cỡ nào đau khổ không nói nên lời. Trên lầu, không có. Bốn phía dưới lầu, không có. Gần phòng hỉ, không có. Núi giả, bụi hoa, vẫn không có. Chỗ nào cũng không tìm thấy người. Yến Hồng cố gắng ép mình bình tĩnh lại phát hiện tay không ngừng run. Lần hắn mất khống chế trước hình như đã lâu lắm rồi, lâu đến nỗi nàng gần như quên mất hắn còn chưa hoàn toàn học được cách kiểm soát cảm xúc của mình. Bây giờ nghĩ mấy cái này có tác dụng gì, phải tìm được hắn trước rồi nói. Nhắm mắt, cố gắng nghĩ lại chỗ hắn có thể trốn. Linh quang lóe lên, tim đập liên hồi, bước chân cũng đổi hướng. Về đến lạc phong uyển, xông vào phòng ngủ. Trên giường co cụ một cục, đang run lẩy bẩy. Hắn ở trong này. Thở hắt ra, tim từ từ đập nhịp nhàng trở lại. Kéo chăn ra, thấy gương mặt đỏ bừng sũng nước của hắn. Ánh mắt đầy hoảng loạn, ngẩng đầu thấy là nàng, nước mắt ngân ngấn trong hốc, lại không dám chớp mắt cho chúng rơi xuống. Biểu tình quen thuộc, giống con cún to bị bỏ rơi, càng giống đứa trẻ sợ hãi vì ác mộng. Chân nàng nhũn ra, ngã ngồi xuống mép giường. Kinh hãi hết chuyện này đến chuyện khác khiến nàng cạn kiệt sức lực nỗi hoảng sợ khi không tìm thấy hắn chẳng thua gì chính mắt thấy con rớt từ trên cao xuống. May mà tất cả đều hữu kinh vô hiểm. Hồng hồng, cây đúc nhỏ chết rồi. Cây đúc nhỏ đừng chết. Tiếng khóc nức nở không ra hơi, nói năng lộn xộn, hắn sợ hãi như thế, cả người đều run rẩy. Vươn hai tay ôm chặt lấy hắn, dịu dàng an ủi, cây đúc nhỏ không sao, cây đúc nhỏ không chết có lẽ vì chưa từng trải qua việc ngoài ý muốn đáng sợ đến thế, hắn hoảng hốt, thậm chí không có can đảm đứng lại đó xem cây đúc nhỏ ra sao, theo bản năng trốn vào chỗ hắn cảm thấy an toàn nhất, trốn tránh sự thật, một mình liếm vết thương. Manh manh hư, nước mắt không ngớt, tóc dài rối tung quấn quanh cổ, mắt sưng như mắt cá vàng. Làm gì có, không phải lỗi của manh manh. Người sai là nàng, rõ ràng biết hắn thiếu ý thức an toàn lại không suy nghĩ chu đáo hắn gần gũi con mình có gì sai không ai được đoạt quyền làm cha của hắn cây đuốc nhỏ đau khóc lóc thảm thiết từ từ biến thành nấc nghẹn nàng hồi phục sức lực nâng mặt hắn lên dùng ngón tay giúp hắn lau mặt sạch sẽ từng chút một cây đuốc nhỏ không đau cây đuốc nhỏ rất ổn không đau chút nào đợi lát nữa cùng đi xem con được không đừng khóc nữa ha khóc nữa hồng hồng đau lắm. Lát nữa nhất định phải cho thằng giặc con kia nếm mùi lợi hại của hàng long thập đét trường, 37, mới bây lớn đã biết bỏ lên lan can rồi, sau này dám còn trèo tường lắm. Hồng hồng không đau, rốt cuộc hắn nghe lọt lời nàng, nhìn nàng hồi lâu mới cũng chán vào chán nàng thì thào. Ừ, manh manh không cần khổ sở, cây đúc nhỏ không sao thật mà. Hôm nay nhị ca thành thân đó. Phải cười cười. Ngoài ý muốn chỉ có một lần, sau này nàng sẽ chú ý hơn, giảm bớt số lần rời khỏi hắn, gia tăng nhận thức an toàn và hoàn cảnh cho hắn. Hắn trung quy vẫn là hắn, nàng không thể yêu cầu hắn giống như người bình thường mọi mặt đều làm được. Hắn có cách sống của hắn. Ví như hắn cho rằng hễ tắm là phải gội đầu, vì thế mỗi ngày đều phải gội một lần, đến cây đúc nhỏ hắn cũng muốn làm như thế ví như hắn cho rằng cao hứng sẽ hôn hôn, mặc kệ bên cạnh có ai, cao hứng là hôn nàng hôn cây đúc nhỏ. Ví như hắn cho rằng nàng và cây đúc nhỏ cũng thích ngắm phong cảnh, mặc kệ phong cảnh đó nằm ở đâu. Hắn không hề thiếu tình yêu dành cho con, chỉ thiếu hiểu biết với sự vật mà thôi. Thế nên sao có thể khiến hắn ám ảnh vì chuyện này được? Nhất định phải xin công gia làm lại lan can các lầu trong phủ cao thêm gấp đôi đợi tâm trạng hai người ổn thỏa, đi ra lạc phong uyển, tiếng kèn sáo đã vang khắp phủ, kiệu hoa công chúa đã đến cửa, của hồi môn khiêng vào phủ như nước chảy. Yến Hồng dắt tay đông phương manh đứng cách đó không xa nhìn khung cảnh như gấm như hoa này, trong lòng lại yên tĩnh lạ thường. Thế gian có ngàn vạn cảnh đẹp, phong cảnh bên người nàng là độc đáo nhất. chương 58, Trò Hề Tân nương công chúa mặc áo cưới lộng lẫy đỏ thẫm, đầu phủ một chiếc khăn đỏ theo hoa văn thất bảo tường thủy, một tay cầm trái táo, tay còn lại ôm một cái bình ngọc, bàn tay trắng nõn gần như cùng màu với màu bình, vững vàng bước qua chậu than, đạp lên thảm đỏ, do hai hỉ bà đỡ vào hỉ đường, đứng bên cạnh tân lang đông phương tề cũng vui mừng hớn hở. Nhìn thấy cây đúc nhỏ, đông phương manh vững dạ trở lại, nhất quyết đòi bế cây đuốc nhỏ từ tay gia nhân ôm cứng trong lòng hai tay vòng chặt lấy eo của cục thịt béo không chịu rời mắt lấy một chút yến hồng kéo hai cha con dính liền nhau này trở về hỉ đường vừa kịp tân nhân bái đường dây lụa đỏ thẫm kết nối hai người đã định sẵn sẽ nắm tay nhau bầu bạn cả đời theo tiếng sướng to nhất bái thiên địa hai người song song quỳ xuống cạnh bàn thiên địa y theo quy củ cùng nhau dập đầu nhị bái cao đường yến hồng tinh mắt nhận ra đông phương tề giật giật dây lụa thập lục công chúa liền ngầm hiểu quỳ xuống trước mặt công gia phu nhân ngồi trên ghế cao đang cười không khép miệng lại được tiếp đó tiếng sướng phu thê giao bái vừa dứt hai người đang định khom người bái nhau thì đột nhiên một tiếng quát sốt ruột vọng từ ngoài hầy đường vào không cho phép bái đường à không phải thập lục công chúa tiếp theo tiếng quát lớn cả phòng đang ồn ào nhất thời yên lặng nhạc vui cũng ngừng biểu diễn chỉ thấy một bóng đỏ nhanh chóng xông vào, tất cả những người có mặt ai biết thập lục công chúa cũng há hốc mồm, đây không phải thập lục công chúa nên bái đường sao? Chỉ thấy người tới có khuôn mặt không khác gì thập lục công chúa, cũng mặc áo cưới đỏ thẫm, chỉ là sắc mặt hơi tái, vài sợi tóc rối, lúc này đang thở hổn hển hung hăng nhìn tân nương chừng chừng, hai mắt thiếu điều bốc hỏa. Đông Phương Tề chấn động, nhìn người đối diện, lại nhìn người đang nắm đầu lụa đỏ bên kia. Trong mắt hiện rõ nghi hoặc. Đông phương tiểu nhị, ả à không phải thập lục công chúa, nữ nhân này, ả à đánh ngất ta còn giả làm ta gả tới đây nữa. Không tin, người bảo ả à cởi khăn trùng đầu ra là biết ả à là ai. Nữ tử tự xưng thập lục công chúa hồn hền chỉ vào tân nương gào lên. Mọi người chuyển mắt sáng nhìn tân nương phủ khăn đỏ. Chỉ nhìn thân hình không thì hai người thật giống nhau, dáng người cơ bản không khác nhau nhiều lắm lại thêm áo cưới hơi rộng che bớt, càng khó phân biệt thật giả. Mà tân nương từ đầu chí cuối không nhúc nhích, chỉ là hai tay xiết lụa đỏ càng chặt, bàn tay trắng nõn càng thêm óng ánh trong màu đỏ thẫm. Nụ cười của đông phương tề đã sớm biến mất, mặt lạnh như băng, ánh mắt âm u xẹt tới xẹt lui giữa hai nữ tử mặc áo cưới. Rất hiển nhiên, thập lục công chúa chỉ có một, người còn lại tất nhiên là tân nương giả mạo, muốn vạch trần chân tướng, đầu tiên phải cởi khăn che mặt. Khách khứa đều nín thở, hiếu kỳ chờ xem màn kịch này phát triển ra sao. Nghĩ coi, thập lục công chúa xuất giá vốn dĩ là một chuyện trọng đại, bây giờ thập lục công chúa còn có khả năng bị tráo đổi, ai cũng muốn biết kẻ nào có gan che trời. Cho dù công gia phu nhân có chuẩn bị tâm lý cũng không ngờ lại có trò này, nhất thời mặt mày xa sầm chỉ có đông phương manh bồng cây đuốc nhỏ đứng ở một góc không ai chú ý chăm chú cho con uống nước vẫn là đông phương ngọc phản ứng lanh lẹ mỉm cười an bài hạ nhân giải tán khách khứa lễ bái đường rời lại sau dù chân tướng thế nào thì chuyện trong nhà không thể bêu dếu ra ngoài nhất là dính líu đến hoàng thất xử lý hiện trường xong chỉ còn lại người nhà công phủ đông phương ngọc đưa mắt ra hiệu hạ nhân lục tục lui ra cửa cũng có sai vặt thông minh canh gác. Cửa vừa đóng, đồng Phương Tề lập tức cởi khăn trùm đầu. Dưới khăn là một khuôn mặt tức tới chảy nước mắt, răng cắn chặt lấy môi, hai mắt nhắm chặt, nước mắt tuôn như suối. Mọi người hít một hơi lạnh, đến nữ tử tự xưng thập lục công chúa cũng thế, kế đó tức giận la hét inh ỏi, người người người, người còn dám giả mạo mặt của bổn công chúa nữa, thật sự quá ti bỉ mà bổn công chúa mà biết ngươi là ai, nhất định nói phụ hoàng trị tội ngươi. Bị người ta chỉ trích như thế, tân nương lại không nói một câu, chỉ là không chịu mở mắt, cả người run lên, có vẻ tức tới cực điểm. Đủ rồi, đông phương tề quát lớn một tiếng, âm trầm hỏi, ngươi có chứng cứ gì chứng minh nàng ta là giả, ngươi là thật. Hôn lễ duy nhất trong đời lại xuất hiện trò hề này, có thể hiểu được vì sao Đông Phương Tề tức giận giỏi cho đông phương tiểu nhị, người 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 còn dám nghi ngờ ta. Người có biết khó khăn lắm ta mới thoát ra khỏi dương, không kịp đi tìm phụ hoàng làm chủ, cố sống cố chết đuổi tới nơi này, sợ người cưới người không biết. Giọng điệu điêu ngoa không nói lý lẽ vừa phát ra, mọi người đều thở phào, ít nhất giọng điệu nói chuyện của thập lục công chúa là đúng bài rồi. Người còn gì để nói? Đông Phương Tề nhìn nữ tử nổi nóng một cái, quay sang lạnh lùng hỏi nữ tử bên cạnh. Tướng công, chàng tin đồ giả mạo không biết từ đâu ra này mà không chịu tin thiếp ư. Giọng vị thập lục công chúa này hình như tức đến phát run, nói ra cũng thật khéo, giọng hai người cũng không phân cao thấp, lần này sự tình thật hóc búa đây. Ngươi không biết xấu hổ, hắn không phải tướng công ngươi, đừng có gọi bậy. Vị đối diện nghe xong nổi khùng, tức dơ chân. Ngươi mới có ý đồ, dám giả mạo bổn công chúa, đợi bổn công chúa bẩm báo phụ hoàng, ngươi chờ chu cửu tộc đi. Cái vị chiếm lợi thế cũng không chịu thua kém, lau nước mắt, hai nữ nhân bắt đầu quát nhau. Ngươi là đồ giả mạo. Khăn đỏ chỉ tay, trực tiếp mở miệng mắng. Ngươi mới là đồ giả mạo, không phải, ngươi là hàng nhái. Cả nhà ngươi đều là hàng nhái. Vị này cũng không dễ mắng, chỉ là nàng vừa nói câu này, Yến Hồng biết ngay ai mới là thập lục công chúa thứ thiệt. Khăn đỏ còn định nói gì đó thì thấy Đông Phương Tề nhắm mắt, xoa huyệt thái dương, quát khẽ, "Im miệng hết cho ta." Kế đó buông lụa đỏ, đi tới đối diện, nhìn đôi mắt to tràn chề lửa giận đột nhiên cười thành tiếng, vươn tay ôm nàng vào lòng nhéo mặt nàng, "Đồ ngốc nhà nàng không phải xưa nay luôn tự hào thông minh tuyệt đỉnh sao? Sao lại bị người ta ám toán?" "Chàng tin ta là thập lục rồi?" hạnh phúc tới quá đột ngột, trái banh lửa còn đang nhảy dựng lên lập tức tắt ngóm, bốc khói nghi ngút. Nói nhảm, nàng tưởng ta ngốc như nàng sao? Có điều nha đầu dã man, may mà nàng tới, bằng không ta cưới người khác thật thì làm sao giờ? Đông phương tề than khẽ, ôm nàng càng chặt hơn, mặc kệ thân nhân hoặc người xem nghĩ sao? Đông phương tề, ngươi bị mỡ heo bịt mắt à? Ta mới là thật khăn đỏ tức đến nỗi khăn đầu cũng ném xông tới định tách hai người đang ôm nhau ra đủ rồi tốt nhất ngươi thành thật khai ra rốt cuộc ngươi là ai đông phương tề ôm thập lục công chúa nhanh chóng né sang một bên lạnh lùng nói ta ta là thập lục công chúa ta là thính đảo công chúa chỉ dựa vào điểm này ta dám chắc ngươi không phải kỳ thật thập lục rất chán ghét cái tên hơi nam tính của mình người khác không cẩn thận nhắc tới là nàng bất mãn huống chi còn tự nói nữa thính đào công chúa á à. đông phương tề nói đến đây đột nhiên bật cười bị người trong lòng hung hăng lườm nguyết tên này còn không biết thẹn nữa mỗi lần ghét bỏ nàng phiền toái liền đem tên nàng ra chọc tức nàng ta ta tức quá nói bừa thật đúng là tức tới hồ đồ rồi nên mới quên nha đầu này ghét nhất người khác nhắc tên nàng còn một điểm nữa ta và thập lục công chúa từng ở chung một thời gian, có lẽ ngươi không biết, cái từ, hàng nhái, này là ta dạy cho công chúa. Vừa rồi ngươi nghe nàng nói từ đó, thật ra ngươi không biết ý nó là gì đúng không? Yến Hồng cũng đứng ra, cười híp mắt giải đáp dùng khăn đỏ. Ngoặc kép, ai, ai nói ta không biết? Nhất thời ta không nghĩ ra mà thôi. Kỳ thật khăn đỏ đã hoảng hốt lắm rồi, bởi vì nàng ta căn bản không biết nữ tử đứng ra nói chuyện là ai. Người trong lòng sắp thành thân, tân nương lại không phải là mình, nàng ta uất hận, nàng ta không cam lòng, nhìn Thập Lục soi gương cười ngọt ngào, nàng ta không sao duy trì vẻ mặt hòa nhã được nữa. Vì sao không phải nàng ta gả cho Đông Phương Tề? Dựa vào đâu không phải nàng ta gả cho Đông Phương Tề? Nàng ta có chỗ nào không bằng Thập Lục? lấy hết can đảm tìm mấy tấm mặt nạ ra người khó phân thật giả trước khi kiệu hoa tới đánh ngất thập lục mặc áo cưới giống hệt đã chuẩn bị sẵn trước đó thay thập lục lên kiểu hoa nàng ta cũng biết kế hoạch cấp tốc sơ hở quá nhiều chỉ muốn trước khi thập lục tỉnh lại khiến chuyện bái đường động phòng thành thật đến trường đó cho dù thập lục tìm tới nơi nàng ta cũng gà rồi cùng lắm thì nàng ta thỏa hiệp một chút hai người cùng chung một chồng ai ngờ thập lục tỉnh nhanh như vậy Người đừng giả mồm, mau nói ngươi là ai. Giả mạo ta có mục đích gì? Lại còn giống như ta nữa, hừ. Thập lục được người yêu ôm trong lòng lần này có thể nói là tức điên, chỉ vào hàng nhái giận dữ quát lớn. Đúng lúc này, đông phương manh nãy giờ vẫn đứng trong góc đột nhiên bồng cây đuốc nhỏ ra giữa hỉ đường, hoang mang nhìn bên này một cái, ngơ ngác nói, mắt to, hai người. Khăn đỏ vừa thấy đông phương manh lập tức cả kinh, lùi lại một bước chỉ vào hắn, sao lại có hai đông phương tề. Câu này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều cười. Còn giả mạo thập lục công chúa nữa, cả đông phương manh cũng không biết. Lòi đuôi rồi nhé, cả manh manh người cũng không biết, còn muốn giả mạo ta. Hừ, ta thấy người mới bị mỡ heo che mắt ấy. Thập lục công chúa khinh bỉ nhìn nàng ta, bĩu môi nhéo ngực đông phương tề một cái. Nữ nhân ngu như thế mà chàng còn dây vào, thiếu chút nữa bái đường với ả, hừ. Sao ta biết nàng bị cháo chứ? Với lại, người có lá gan to như thế hiện giờ hiếm lắm. Đông Phương tề xoa cầm nuối tiếc. Đông Phương Ngọc nãy giờ vẫn lạnh lùng quan sát, thấy vở diễn nhị nữ tranh phu hạ màn, lúc này mới nói, người đâu, trói kẻ to gan giả mạo thập lục công chúa lại, đợi bái đường xong xử trí tiếp để đám nhóc con này không biết nặng nhẹ ầm ĩ tiếp, giờ lành cũng qua luôn, còn muốn bái đường nữa không đây? Đông Phương Ngọc liếc Đông Phương Tề một cái, Đông Phương Tề chợt tỉnh, sực nhớ mình mới bái đường được một nửa. Đúng đúng đúng, mau bắt ả à lại, bái đường quan trọng hơn. Công gia phu nhân cũng phản ứng lại. Yến Hồng không nhịn được cười thầm, nhà nàng thật là, ẩm ý không rõ trọng điểm. Ta xem các ngươi ai dám động vào một cộng lông của ta. Các ngươi biết ta là ai không? Thập Lục công chúa giả mạo rốt cuộc không giả vờ được nữa, thét lên muốn tránh thoát thị vệ định bắt trói nàng ta. Chương 59, điểm báo. Ngươi còn là ai được chứ? Đương nhiên là một ả à lừa đảo to gan che trời giả mạo bổn công chúa rồi. Bất quá mấy ngày nữa chờ bổn công chúa bẩm báo phụ hoàng, ngươi có thể biến thành người chết thập lục công chúa không hề có ý mềm lòng, dám giả mạo nàng, vậy phải gánh hậu quả tương ứng. Mộc thính đào, ngươi đừng đắc ý, không phải ngươi ỷ có phụ hoàng cưng chiều ngươi ư. Ta có chỗ nào thua kém ngươi? Vì sao phụ hoàng chỉ nghĩ cho ngươi, rõ ràng biết ta cũng thích đông phương tề. Không phải ngươi phải gả cho uy viễn hầu sao? Vì sao còn muốn giành đông phương tề với ta? Ta hận ngươi, ta hận ngươi thập lục giả mạo thấy đại thế đã mất, tất cả uất ức căm phẫn dâng lên, ngồi xổm xuống không kiêng nể gì khóc hu hu. Người là, không phải là, thật là, thập lục công chúa chỉ vào, hàng nhái, nói năng không đầu không đuôi. Là gì hả? Đông phương tề cũng bị nàng làm cho mù mờ. Nghe cách ăn nói của người này, không phải cũng là một công chúa chứ? Vậy thì khó đối phó à? Ngươi không phải là thập ngũ hoàng tỷ thật đấy chứ. Biểu tình của thập lục hoa trương như vừa nuốt trọng một quả trứng đà điểu. Người đừng gọi ta là hoàng tỷ, ta không có thứ muội muội như ngươi. Ta muốn đoạn tuyệt quan hệ với ngươi, từ nay không liên quan đến nhau nữa. Người vẫn còn vùi đầu nức nở nhưng không hề ảnh hưởng việc ầm ý chút giận của nàng ta, tuy nhiên cũng biến tướng thừa nhận thân phận của mình cây đuốc nhỏ ngọ nguậy muốn trượt khỏi người đông phương manh. Đông phương manh đành thuận thế ngồi xổm xuống thả nó xuống đất, nhưng hai tay vẫn vây nó trong phạm vi bảo hộ của mình. Hai cha con mẹo đầu mở đôi mắt to duy trì tư thế giống nhau, tò mò nghiên cứu tư thế cực kỳ quái lạ và tiếng gào khóc cực kỳ quỷ quái của thập ngũ công chúa. Thập ngũ hoàng tỷ, tỷ nói chuyện có lý không vậy? Tỷ đánh ngất ta, còn giả trang ta xuất giá, cướp tướng công của ta, sao nghe thành ra ta ăn hiếp tỷ vậy? Tỷ có hay một khi phụ hoàng biết chuyện này, chờ đợi tỷ là cái gì không? Thập lục công chúa tức quá không biết nên nói gì mới tốt, rốt cuộc nàng biết yến tỷ tỷ nói, não tàn, là người ra sao rồi, hóa ra là dạng người như thập ngũ hoàng tỷ. Thập ngũ công chúa còn đang khóc lóc quên mình nghe xong đời người, rốt cuộc nghĩ ra hậu quả của việc hành động theo cảm tính nhưng bảo nàng ta cứ thế mà nuốt cơn tức này, nàng ta không cam tâm. Ngẩng khuôn mặt như mèo lên, nàng ta nhìn thấy đông phương manh. Đông phương manh và cây đúc nhỏ vừa đối mắt với nàng, hai cha con đồng thời rụt người ra sau, bản năng cảm giác được nguy hiểm. Yến hồng cả kinh, vừa định tiến lên kéo hai cha con về, thì thấy thập ngũ công chúa trỏ ngón tay ngọc ngà ra chỉ vào đông phương manh nói, vậy ta muốn gả cho hắn bộ dạng giống Đông Phương Tề, nhất định là huynh đệ song sinh, phòng trừng không kém Đông Phương Tề đâu. Không được, Yến Hồng phản đối đầu tiên. Thập ngũ công chúa này mắc chứng gì thế, chẳng lẽ sở thích của nàng ta là cướp chồng người khác à? Người là cộng hành nào? Dựa vào đâu mà phản đối? Lần này thập ngũ công chúa không khóc nữa, đứng dậy hùng dũng oai vệ, khí thế bừng bừng muốn rỗi tay kéo đông phương manh đang ngồi trồm hổm lại gần mình. Yến Hồng vội vàng dấn lên một bước, chắn trước mặt đông phương manh, không hề sợ hãi chừng thập ngũ công chúa. Láo sược, thập ngũ công chúa dậm chân giận dữ, vùng tay tát nàng. Yến Hồng định nhích sang một bên tránh né, trong lúc chớp nhoáng khóe mắt lại nhìn thấy con trai đang ở dưới chân, nàng sợ đạp chúng nó, đành cứng rắn dừng lại, do còn quán tính nên đứng không vững, ngã nghiêng sang một bên. Hồng Nhi, Yến tỷ tỷ. Đệ muội. Mấy tiếng hô hoảng đồng thời vang lên, lúc Yến Hồng ngã xuống còn thấy may mắn, may quá, tránh được nhóc con rồi. Kết quả ngã xuống đất lại cảm thấy hình như mặt đất mềm đi. Nhìn xuống dưới lập tức hoảng vía, nàng đè lên đông phương manh. Rõ ràng nàng ngã sang một bên mà, sao lại đè chúng hắn chứ? Không kịp nghĩ kỹ, vội vàng lật người sang bên, luống cuống tay chân kéo hắn ngồi dậy kiểm tra khắp lượt sợ đè đau hắn manh manh sao rồi có đè chàng đau không đông phương manh lắc đầu vươn tay ôm nàng vào lòng ôm cứng ngắc hung hăng chừng thập ngũ công chúa vừa hành hung người người xấu không được đánh hồng hồng ngươi nói cái gì thập ngũ công chúa cơ hồ tức ngất đang định đá thêm một đá lại bị đông phương ngọc phi thân tới tóm lấy cánh tay ngươi định làm gì thả ta ra. Thập ngũ công chúa thét lanh lảnh muốn thoát khỏi đông phương ngọc, âm thanh điếc tai, chân mày đông phương manh càng trao chặt, mặt bắt đầu co rút. Yến Hồng biết hắn mâu thuẫn với loại tạp âm này, vội vàng dãy dụa trong lòng hắn thỏ tay ra bịt tay hắn lại, đưa mắt ra giấu cho hắn đừng sợ. Đông phương manh nhắm mắt, mở mắt lại thì sắc mặt đã buông lỏng bớt. Đông phương ngọc ta cảnh cáo ngươi, cho dù ngươi là uy viễn hầu cũng không thể vô lễ với bổn công chúa. Thập Ngũ công chúa y chang con khỉ nhảy tới nhảy lui, nếu không phải tự do của bản thân còn bị nắm trong tay người khác, phòng trừng nóc nhà cũng bị lủng. Thần chỉ cảm thấy công chúa cần yên tĩnh một chút. Đông Phương Ngọc không hề sợ hãi, bình thản nói xong mới buông lòng kềm chế. "Ngươi, các ngươi?" Thập Ngũ công chúa tức phát run, giờ ngón trỏ run run ra một câu cũng không nói được. Đông Phương Tề nhíu mày, tuy hắn tiếp xúc với Thập Ngũ công chúa không nhiều lắm nhưng trước giờ nghe đồn là một chủ nhân làm mưa làm gió, bây giờ vừa thấy quả nhiên không có lửa làm sao có khói. May quá, hắn thích không phải người này. So sánh đôi bên, Đông Phương Tề lập tức cảm thấy Thập Lục công chúa hết sức ngây thơ đáng yêu, hiền lành đơn thuần, biết lễ nghĩa, vạn người mới có một. Đủ rồi hoàng tỷ tỷ quậy chưa đủ sao? Ồ, tỷ muốn gả là gả hà. Khoan nói phụ hoàng có đồng ý không? Manh manh người ta có đồng ý không? Công gia phu nhân, hơ, cha mẹ chồng ta có đồng ý không? Yến tỷ tỷ người ta vẫn là chính thất phu nhân đấy. Chẳng lẽ tỷ đường đường là công chúa còn muốn làm lẽ? Tỷ mau thôi đi, mặt mũi hoàng gia bị tỷ quang sạch rồi. Thập lục công chúa châm chọc rồi mới sực nhớ thân phận của mình, tân nương của công phủ khụ. Chuyện đến nước này, nàng cũng chả còn lòng dạ đâu mà kiện lên phụ hoàng nữa. Thật không biết từ phi bề ngoài nhìn có vẻ dịu dàng hiền thục sao lại dạy hoàng tỷ thành cái dạng này nữa. Cái gì, hắn cũng thành thân rồi. Thập lục công chúa cả kinh thất sắc, phấn hồng trên mặt bết hết lại, nhìn hết sức buồn cười, đáng tiếc nàng ta không biết, còn đang trợn to mắt không chịu tin hiện thực tàn khốc này. Công gia thấy cứ tiếp tục như vậy, hôn lễ của con bị quệ loạn lên không nói, không khéo cả con út cũng bị dây vào, vội vàng lên tiếng. Thập ngũ công chúa, lão thần tuy đã tử quan nhưng cũng có thể nói vài câu trước mặt hoàng thượng. Không nói khuyển tử và thập lục công chúa thành hôn đều là hai bên tình nguyện, chỉ riêng việc khuyển tử cưới thập lục công chúa là thành ý miệng vàng lời ngọc của hoàng thượng. Nếu thập ngũ công chúa có dị nghị, xin cứ hỏi hoàng thượng nhưng cả nhà lão thần không thể không tuân ý chỉ có chỗ nào thất lễ với công chúa mong công chúa lượng thứ người đâu mời thập ngũ công chúa đi xuống nghỉ ngơi lưu lại mấy người hầu hạ để công chúa có lúc cần đến nói xong phẩy tay mấy thị vệ tiến lên mời thập ngũ công chúa còn chưa hoàn hồn lại đi ra cửa bên phải công nhận gừng càng già càng cay thu dọn xong xuôi tiếp tục bái đường Đông Phương Manh vẫn chưa rõ ràng chuyện gì vừa xảy ra, ngơ ngác nhìn thập ngũ công chúa bị kéo đi, cây đúc nhỏ bò ra giữa hỉ đường cũng không chú ý. Đông Phương Ngọc than khẽ một tiếng, khom người tóm cây đúc nhỏ đặt lên vai, làm nhóc con cười như nắc nẻ, cho dù Thái Sơn sụp lở trước mặt, tiểu quỷ cũng chỉ lo vui, bình tĩnh hết chỗ nói. Yến Hồng kéo Đông Phương Manh đứng dậy, rốt cuộc hắn hoàn hồn, ngẹo đầu nghĩ nửa ngày, mãi đến khi nhị ca nhị tẩu hắn bái đường xong rồi mới nghĩ ra đường lối. Lập tức giật tay áo yến hồng, kề tai nàng thì thào, hai mắt to, một người tốt, một người xấu. Hắn còn chưa rõ vì sao có tới hai người mắt to. Yến hồng mỉm cười kề tai hắn, mắt to chỉ có một, người xấu kia là giả. Giải thích đỡ như vậy đi, bằng không giải thích cụ thể, hắn càng hồ đồ hơn. Đông phương manh tình mộ tuy khách hứa rất muốn biết rốt cuộc có chuyện gì nhưng một là không dám nhiều lời trước quyền thế của công phủ hai là công gia cũng cười giải thích chỉ là hiểu lầm người giả mạo đã xử lý xong rõ ràng không muốn nhiều lời trò hề cứ như thế không giải mà kết cuối cùng thập lục công chúa cũng thành công vào cửa công phủ đêm động phòng hoa trúc thập lục công chúa cản lại đông phương tề muốn động tay động chân hỏi lúc đó làm sao chàng biết ta là thật Đông Phương Tề lườm nàng một cái, khẽ cắn, trừ nàng ra, còn ai gọi ta là Đông Phương Tiểu Nhị. Ngày hôm sau, khi Yến Hồng nhớ ra, nữ hiệp thỏ, thần bí định nói cho Đông Phương Ngọc thì, Đông Phương Ngọc đã hộ tống, thập ngũ công chúa không cam lòng về kinh. Còn cái mặt nạ thỏ, trước khi Đông Phương Ngọc trở về, đã bị cây đúc nhỏ có mới nới cũ vất vào xó, thành một phần trong bộ siêu tập của Đông Phương Manh, cất vào một góc bí mật. Mấy ngày sau đó nữ hiệp thỏ không xuất hiện nữa. Trước khi chưa xuất giá tập lục đã lăn lê trong phủ từ trên xuống dưới, từ sau khi gà làm, vợ tiểu nhị, càng như cá gặp nước, mỗi ngày không phải chạy ra đường chơi thì đến chọc cây đuốc nhỏ, không thì tìm Đông Phương manh nghiên cứu trò chơi mới. Lịch trình xếp kín mít, hại Đông Phương tề hết sức ai oán, chạy đi tìm lão phu nhân tố khổ, hắn nghỉ thành hôn có hạn mà chờ Đông Phương Ngọc từ Kinh Thành trở về lần nữa đã là ba ngày sau. Ngày này cũng là ngày Đông Phương Tề muốn đưa thập lục công chúa Hồi Kinh về nhà gặp nhạc phụ hoàng đế. Vợ chồng nhỏ chân trước vừa đi không bao lâu, lão đại Đông Phương Ngọc chân sau hồi phủ. Yến Hồng định bụng hỏi Đông Phương Ngọc chuyện nữ hiệp thỏ. Đại ân cứu con nàng còn chưa đền đáp đã kinh ngạc phát hiện nữ hiệp thỏ như con thằn lằn bám lên vai đại bá nhà mình, lại xuất hiện ở công phủ vợ chồng công gia chưa kịp hỏi, cây đúc nhỏ đã chỉ vào nữ hiệp thỏ la quàng quạc, hưng phấn đạp đạp trong lòng Yến Hồng. Lần này nữ hiệp thỏ không đeo mặt nạ kỳ quái trên đầu nữa, nàng bám trên đầu vai đông phương lão đại vẻ mặt bình thản, tươi cười nhiệt tình chào hỏi cây đúc nhỏ, a tiểu bào bào, chúng ta lại gặp nhau rồi. Nói xong giống như một chiếc lá cây nhẹ nhàng rớt khỏi đầu vai đông phương lão đại, vừa vặn rơi xuống trước mặt mẹ con Yến Hồng cười tít mắt vươn tay muốn bổng cây đúc nhỏ, ánh mắt lại nhìn Yến Hồng, như muốn hỏi nàng có được bế không. Yến Hồng hiểu ý đưa con cho nàng. Sáng sớm mùa hè, ánh sáng thật sự chói mắt, Yến Hồng nhìn thiếu nữ nhanh nhẹn dễ thương đang cười rạng rỡ trước mắt, nghĩ bụng không biết nữ hiệp thích gì, mình chuẩn bị tặng cho nàng. Bước lên một bước, định mở miệng hỏi, lại thấy trời đất quay cuồng, trước mắt tối đen lỗ tai trừ mấy tiếng thét kinh hãi ra không còn nghe thấy âm thanh nào nữa. chương 60, lại có thai. Lúc tỉnh lại, chỉ có đông phương manh canh bên giường. Yến Hồng cảm thấy hình như từng quen biết với cảm giác mệt mỏi này, liền có linh cảm nào đó. Nhưng nhìn tư thế đông phương manh lại cảm thấy rất thân thiết, cuốn cảnh sát, đã lâu chưa gặp tái xuất giang hồ rồi. Có điều nàng mở mắt cả buổi trời rồi, sao hắn còn chưa chú ý đến? manh manh nhìn gì thế chờ một hồi người nào đó còn đặt sự chú ý ở chỗ khác nàng đành lên tiếng nhắc nhở mẹ nói trong này lại có một cây đuốc nhỏ hai tay đông phương manh chống má chăm chú nhìn chằm chằm bụng nàng mắt không chớp có thật à yến hồng nháy nháy mắt tim lập tức lỡ một nhịp nghĩ nghĩ mấy tháng nay hắn vất vả cầy cấy hình như cũng không kỳ quái thiếu chút còn tưởng mình bị trúng nắng, hích. Đang định hỏi hắn đứa nhỏ mấy tháng rồi thì nghe giọng nói non nớt của cây đúc nhỏ ngoài cửa sổ. Dê, dê, dê. Mỗi lần nghe thằng nhãi này gọi nàng như thế, nàng lại nhớ tới cái quảng cáo đời trước. Hằng, Nguyên, Tường, dê, 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 38. Nàng đây là mẹ, khó khăn lắm mới chờ được con biết nói chuyện. Kết quả biến thành động vật ăn cỏ kêu be be, bảo nàng làm sao chịu nổi nhóc con bị giai nhân bế trong lòng còn không chịu yên bám hai thanh cửa muốn phá cửa mà vào chui đầu vô lòng mẫu thân yêu dấu cái tính nóng nảy của đứa nhỏ này chả biết giống ai nữa tuy chỉ mới biết bò nhưng đã có dấu hiệu không đi lối bình thường rồi cây đuốc nhỏ mới hơn 9 tháng đã sắp làm ca ca rồi nghĩ đến đây tâm tình đột nhiên trở nên sáng sủa vẫy tay với giai nhân đang bồng cây đuốc nhỏ ra hiệu cho nàng vào chống thân mình định ngồi dậy lại bị đông phương manh ôm lại ngẩng đầu nhìn hắn vẻ mặt không tán thành sao thế nàng không hiểu bảo bảo cần nghỉ ngơi nhiều cha tụi nhỏ nghiêm túc nói chân mày co thành một cục không cho phản đối tuy hắn nói ngắn ngủn như thế nàng vẫn hiểu được toàn bộ ý tứ của hắn nàng có bảo bảo rồi cần phải nghỉ ngơi nhiều không đơn giản chỉ là quan tâm bảo bảo thôi nhưng mà nàng ngủ mê nửa ngày ngủ đủ rồi hay là mình cũng giả vờ đáng thương một lần yến hồng nghĩ thế mặt cũng dáng dặn ra bộ dạng nhăn như khổ qua lom lom nhìn vào mắt hắn giọng nhũn nhặn ngủ không thoải mái hồng hồng muốn ngồi một lát sợ mức độ đà kích chưa đủ còn túng tay hắn lắc lắc lại nói ánh mắt ướt rượt này xưa nay là độc quyền của hắn lần này dùng ngược lại xem hiệu quả ra sao. Quả nhiên chiêu này đem đi đâu xài cũng chuẩn, trên có cụ già 80 dưới có trẻ con chưa tròn tuổi đều đối phó được hết. Coi coi, con nàng lập tức đưa tay ra muốn ôm yêu nàng một cái kìa, nhất định cũng bị làn thu ba của nàng đả động, há há. Kết quả con bị ngăn giữa đường. Kẻ ngăn cản nghiêm túc khuyên bảo tận tình một đứa nhóc hơn 9 tháng, cây đúc nhỏ không thể đè đệ đệ. Yến Hồng thừa cơ ngồi dậy nửa dựa vào giường, len lén vui thầm. Cây đốt nhỏ mà biết đệ đệ là cái gì mới lạ, hoa tay múa chân muốn làm vật thể rơi tự do, rơi trên người mẫu thân nó. Giai nhân vội vàng đặt nhóc con hiếu động xuống cạnh giường, để nó đứng bám vào thành giường. Bản thân thì dùng hai tay vòng thành nửa vòng tròn bảo vệ, phòng hờ nó ngã xuống. Đây là cách của lão phu nhân, nói có thể khiến nó học đi học đứng nhanh hơn nghĩ lại lời đông phương manh vừa nói yến hồng lại cảm thấy là lạ kỳ quái tiểu bảo bối hiện giờ còn đang trong bụng nàng cùng lắm chỉ là một hạt đậu sao hắn lại khẳng định là bé trai nhỉ vừa rồi nói trong bụng có một cây đuốc nhỏ giờ lại nói đệ đệ chẳng lẽ kỳ thật hắn có xu hướng trọng nam khinh nữ bé gái có gì không tốt chứ nàng rất muốn một áo bông nhỏ chi kỳ nha các vị thần tiên nhất định phải nghe được lời cầu nguyện của nàng nhé. Đừng nghe cha tụi nhỏ hắn nói lung tung, hắn không hiểu nhân loại học đâu. Lặng lẽ cầu khấn thần tiên, cười với cây đúc nhỏ đang giàu dĩ không vui vì không ôm được mẫu thần, dướn cổ tới hôn chụt nó một cái, bấy giờ nhóc con mới hào hứng lên, hai tay vui vẻ đập thành giường, miệng hưng phấn kêu la ỏm tỏi, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu trao đổi với cha mẹ mình mấy câu, nghe hiểu hay không không phải vấn đề chính yếu. Mẹ nói, Hồng Nhi tỉnh lại nói cho mẹ một tiếng, mẹ đi bảo nhà bếp hầm thêm nhiều canh bổ. Rốt cuộc Đông Phương manh nhớ ra lời lão phu nhân dặn, tụng lại cho Yến Hồng nghe, phát giác nàng đang nhìn hắn cười, hắn cũng mím môi cười theo, mặt còn ửng đỏ, đáng yêu quá. Gia Nhân, thả cây đúc nhỏ xuống đất đi, dù sao cũng có trải thảm, không sao đâu. Muội đi nói với lão phu nhân một tiếng, nói thân thể ta tốt lắm. Không có gì lạ cả, để bà khỏi lo lắng." Yến Hồng nói với gia nhân. Gia nhân vâng dạ một tiếng, cầm khăn lau nước miếng cho cây đúc nhỏ xong mới thả nó ngồi xuống đất. Nhóc con mặc quần thùng đáy yến hồng đặc biệt thiết kế, được cái nền nhà cũng trải thảm, yến hồng cẩn thận sai người may thêm một lớp vải bông lên trên, tiện cho nhóc con bò, tận dụng vai trò của thảm. Cây đúc nhỏ được tự do rất cao hứng cha nó ngồi cạnh giường cong chân lại thành hình cánh cung nhóc con bò qua cao hứng cười khanh khách cứ thế bò qua bò lại dưới chân cha mình thỉnh thoảng lại tặng cho cha một nụ cười ngây thơ đông phương manh giật mình cúi đầu nhìn con không biết nó đang làm gì cây đúp nhỏ đang bò qua sân động coi cong cong nhìn có giống sân động không yến hồng chỉ hai chân gặp lại của hắn mỉm cười Đông Phương Manh lại cúi đầu quan sát tử tế nửa ngày vẫn nghĩ không thông vì sao mà cây đúc nhỏ chơi vui vẻ đến thế. Nhóc con bò đến giữa sơn động lần nữa thì có vẻ mệt, vươn tay túm mắt cá chân cha mình định mượn sức đứng dậy. Đông Phương Manh sợ chân mình đụng vào đầu nhóc con, vội vàng giang hai chân ra, để nhóc con thò đầu ra. Hi cây đúc nhỏ, lại thấy mặt rồi. Yến Hồng tựa vào vai Đông Phương Manh cười hì hì chào cây đúc nhỏ. Cây đuốc nhỏ ngẩng đầu nhìn Yến Hồng một cái, nước miếng lại tứa ra gọi, dê dê, hai tiếng, lại quay đầu cười với đông phương manh, vừa kêu, rán rán, vừa vặn mông đánh vào đầu gối cha nó. Kết quả đập mạnh quá, không đứng vững, ngã ụịch mông xuống đất. Đông phương manh hoàng hồn, vội vàng bồng con lên, chân mày cơ hồ xoắn lại, mặt trắng bạch. Nền nhà có trải thảm, nhóc con căn bản ngã không đau, vịn tay cha mình cười thật vui vẻ, còn sán cái mặt mũ mĩm lại ấn mấy dấu nước miếng lên cằm cha, nịnh nọt gọi, rán rán. Yến Hồng nhìn một lớn một nhỏ, một căng thẳng một vô cảm, vui không thể tả. Có chuyện gì mà vui thế? Nói cho mẹ nghe với. Lão phu nhân cười híp mắt đi vào, giai nhân đi đằng sau, tay bưng một chén đồ ăn bốc khói nghi ngút, cẩn thận đi tới. Mẹ, người nghỉ ngơi cho khỏe, sao còn vất vả xuống bếp chứ? Yến Hồng mới động đậy người, lão phu nhân đã vội vàng chạy lại ấn nàng xuống, nụ cười trên mặt không tắt đi, đừng động lung tung, mới hơn một tháng à, còn chưa ổn đâu, cẩn thận chăm sóc. Hơn một tháng, chẳng lẽ là lần tắm, uyên, ương cuối tháng năm? Yến Hồng nhớ lại, mặt hơi nóng. Lão phu nhân cười thành tiếng, cũng ngồi xuống mép giường, cẩn thận căn dặn một số vấn đề cần chú ý tuy nói yến hồng không phải thai đầu nữa nhưng lão phu nhân căn dặn một lượt từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ quan tâm yêu thương khiến yến hồng khá cảm động nghiêm túc ghi nhớ hai cha con nó làm gì thế lão phu nhân quay sang nhìn cây đuốc nhỏ biến đùi đông phương manh làm giường nhún chơi mặt càng tươi giói. phòng trừng là biến tướng công thành giường nhún rồi yến hồng cũng hết cách với chứng tăng động của cây đuốc nhỏ giường nhún lão phu nhân không hiểu, dạ là loại giường nhảy lên thì đàn hồi lại, không giống với giường gỗ của chúng ta lắm. trẻ con đều thích chơi. yến hồng giải thích, khó làm không. bằng không ngày mai kêu thợ mộc làm một cái lớn, sau này bọn trẻ đông, cây đúc nhỏ có thể cùng chơi với chúng. lão phu nhân vừa nghĩ đến viễn cảnh tươi đẹp, ánh sáng trong mắt có thể chiếu sáng luôn rồi. yến hồng nhịn cười gật đầu, được ạ. À? theo lời mẹ đi. Bên này Đông Phương Manh hoàn toàn không nghe hai người nói chuyện, bởi vì lực chú ý của hắn đặt cả lên người cây đuốc nhỏ. Nhóc con gần như không học mà biết điệu disco của mẹ nó ở kiếp trước, ở trên người cha xoay vặn dữ rồi. Hai tay Đông Phương Manh giữ nó mà suýt nữa giữ không xong, đành đặt nhóc con lên đầu gối, cây đuốc nhỏ tuét miệng hua tay, kế đó lại muốn trượt xuống, cả người cứ trườn xuống đất. Hắn đành thả con xuống đất, nhẫn nại có thừa, mắt không dám rời đi chỗ khác lấy một chút. Hắn còn nhớ rõ chuyện cây đuốc nhỏ suýt té xuống lầu hôm nhị ca thành thân, sau đó Yến Hồng nói với hắn một số vấn đề an toàn cần chú ý. Hiện tại hắn không chịu thiếu cảnh giác với cây đuốc nhỏ nữa. Cây đuốc nhỏ chẳng mảy may biết cha rất lo lắng vấn đề an toàn của mình, tự chơi rất vui vẻ, một ngón tay túng vạt áo cha, một tay vịn thành giường, thử đạp tới một bước, giai nhân thổi canh cho nguội bớt bưng lại cho yến hồng uống một chén uống quá nửa còn lại không uống nổi yến hồng nhìn đông phương manh đang canh chừng cây đuốc nhỏ mặt nhuốm nụ cười hạnh phúc manh manh uống canh không yến hồng lên tiếng đông phương manh không nghe nàng hỏi vẫn chăm chú vịn cây đuốc nhỏ tiếp tục đi tới ui cây đuốc nhỏ học đi lão phu nhân vẫn canh chừng yến hồng uống canh thấy nàng ngoan ngoãn uống, mỉm cười vui vẻ, lúc này cũng chuyển sang chú ý hành vi của cục vàng cháu bà, kinh ngạc than. Dạ, biết đi sớm cũng tốt, đỡ vất vả cho tướng công. Kỳ thật Yến Hồng rất sợ Đông Phương manh mệt, hiện tại nàng lại có nữa, vài tháng sau thân thể nặng nề, chỉ sợ không lưu tâm cây đúc nhỏ được, mà cây đúc nhỏ cực kỳ bám cha mẹ, thích nhất là giường nhún nhân tạo, Đông Phương manh giai nhân hiểu ý đón lấy cây đúc nhỏ, nói với đông phương manh tam thiếu ra nghỉ một lát để nô tỳ tiếp. Bấy giờ đông phương manh mới thoát thân đi coi chừng yến hồng, nhưng thỉnh thoảng vẫn không yên tâm liếc cây đúc nhỏ một cái. Yến hồng than nhẹ, xem ra lần trước cây đúc nhỏ té lầu quả thật đã làm manh manh hoàng chết rồi. Uống canh, lại đưa chén canh tới trước mặt hắn, hắn lắc đầu, lại đẩy về, hồng hồng uống uống không nổi yến hồng hoàn toàn không ý thức được giọng điệu mình giống đang làm nũng cỡ nào còn khẽ xoay xoay vai cong cong môi đông phương manh mím môi cuối cùng vẫn không đỡ được nhận lấy chén canh uống hết uống xong đặt chén lên bàn quay đầu mắt sáng người nhìn nàng chờ khen yến hồng sờ đầu hắn cười tít mắt manh manh giỏi quá lão phu nhân hơi nghiêng người thật ra là đang cười trộm liền đó đứng dậy nói với Yến Hồng, Hồng Nhi muốn ăn gì cứ nói với mẹ, mẹ bảo người hầu chuẩn bị, chú ý nghỉ ngơi nhiều vào, mẹ rảnh ra lại qua thăm con. Cũng không chờ Yến Hồng trả lời liền đi ra, thuận tiện dẫn theo cây đúc nhỏ mải chơi không để ý đến bà nội. Yến Hồng đỏ cả mặt, nàng quên lão phu nhân còn ngồi đó. Một người lớn sống sờ sờ trước mắt thế mà nàng quên bánh, chết mất tải miễn phí nhiều chuyện hơn ở www ebook full net phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn